Dạ đây, tôi có đồ Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em là một chiếc CD, một cái mẫu đời rất là mới của hãng Denon. Thì nó có model là 1650SE. Thì đối với 1650SE thì nó có phiên bản là SE và RE. Thì đây là một phiên bản SE ha. Thì con này hình thức thì nó rất là đẹp và đầy đủ thùng xốp anh em ha. Và đầy đủ phụ kiện, chỉ có thiếu catalo thôi. Đây là remote, hột mơ nhôm của nó ha. Và con này về hiện trạng rất là đẹp và nó tuy nhiên nó sẽ có một hai cái điểm trừ nhỏ ha. Thì bây giờ em sẽ báo anh em trước về em quay cho anh em xem anh em nhìn thấy không ha. Đấy, và hình thức mặt mũi này, đây là nắp lưng trên, nắp lưng trên rất keng và đẹp luôn, ốc át thì mới keng à. Em đã mở ra sẵn rồi, xem sẽ mở quay phần nội thất của cho anh em. Đây phần bên hông, đây đấy, phần bên hông rất là đẹp đây ha. Ốc ác là mới tinh. Đây phần mặt mũi nè. Đây. À, mặt mũi nè. Có một vết lông mèo ở đây ha. Có một cái chấm nhỏ xíu xíu nữa nè. Đấy. Đây có một cái xíu xíu nữa. À, anh em nhìn kỹ nè. Đó. Còn lại tổng thể rất là keng. Đây phần phía sau. Chân rắc nào vàng ống luôn. Thì con này nó có tích hợp DA giải mã 32 bit đây nè ha, bao gồm mà ngõ optical và ngõ Corsia. Thì nó là mới in ra băng và số series nè 1129. Đấy, phần nắp lưng trên cũng vậy, nắp lưng trên không có trầy trụi gì hết. Thì do hiện trạng như 3 điểm em đã chỉ anh em ha, tổng thể hiện trạng rất là keng. Chỉ cái phần bên đây là bên Nhật người ta chụp á, tập xa như thế này nhìn không thấy rõ nên mua về nó bị hiện trạng như vậy anh em ha. Thì về giá thì bây giờ những con đẹp keng thì nó rơi vào tầm 17-18 triệu. Thì con này hình thức rất là đẹp, chỉ có bị ba cái vết em đã chỉ anh em, thì em bán cho anh em là 15 triệu 500 ha. Zin tuyệt đối và hoạt động hoàn hảo, đầy đủ dây nguồn và kiên zin. Rồi phần nội thất ốc ác ở đây nè, em sẽ bỏ xuống và em quay phần nội thất nha anh em. Rất là keng rồi. Những đời này được hãng Denon sản xuất vào năm 2009 ha. Nó còn tương đối gần đây nên độ đẹp của nó còn gần như hoàn hảo, chỉ có chạy với không chạy thôi ha. Dạ rồi, đây là phần nội thất của nó đây. Đây. Một tầng hai tầng khô nguồn và các bo mạch. Những bo mạch đời mới này nó thể hiện màu xanh. Đây là cái phần ổ đĩa nó nè. Mới keng luôn, bóng lừ. Đây phần tụ bo mạch linh kiện rồi rất là mới luôn. Vì những cái đời này nó sản xuất nắp kính nên bụi không thể nào vào được, nên ruột gan trong bên trong là mới keng xe ben không có bụi luôn. Đây. Ha, thì nhà em quẩn quay cho anh em xem. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn ha. Rồi, là cái thùng xốp của nó, đầy đủ phụ kiện chỉ thiếu mỗi cái catalo thôi. Và nó có ba cái điểm em đã chỉ anh em rồi ha. Rồi thì giá là 15.500. Giá là nói chung là em bán vốn luôn á anh em, mà đừng trả giá tội nghiệp ha. Này, rất đẹp. Này, quay sát cận cảnh cho anh em xem nè, nó rất nhỏ ha. Đấy, những đời này giải mã D3, giải mã 32 bit nè, và có ngõ USB. Rồi bây giờ sẽ bỏ cái đĩa và em test cho anh em ha. Thì những cái CD thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo trước khi gửi cho anh em yên tâm. Nhưng mà em vẫn test cho anh em xem anh em yên tâm ha. Dạ rồi, thì em đã gắn lại phần nắp trên ha. Thì đây gắn dây kết nối vào. Thì em có nối chung với chiếc cầm ly Lutman 39V. Thì bữa em có quay chi tiết anh em rồi. Giá là 27.500. Thì em cũng vừa cập bến cho anh em một chiếc cối rất là khủng của hãng Technic và siêu hiếm luôn, đó là Technic XR 3 số 7 ha. Nó sử dụng bằng bỉ in. Thì hôm nay em sẽ vệ sinh xong rồi em quay chi tiết sao cho anh em. Giá này rất là cao, rất là đáng để anh em sưu tầm và cực kỳ hiếm ha. Tiếng rất là hay. Rồi bây giờ em sẽ test CD cho anh em ha. Để bỏ đĩa vào. Đây. Test một cái đĩa nó rất là chạy ha. Những đời này nó đọc rất là tốt, ít khi mà nó kén đĩa lắm. Và nó giải mã optical thì 32 bit cho chất lượng âm thanh rất là tốt của em. Anh em có sử dụng thêm USB thì xài bằng nổi USB, tiếng rất là hay luôn.
Đấy, đã nhận bài ha. Em lấy cái là một. Lại nè. Đấy, nó đóng, để em lên nó đóng là lẹ, nó tự lên. Các bạn số 9 nè. Em quay lại bản số 1 ha. Test cái phần DA dễ mã cho anh em. Cho rồi, thì anh em đã giờ anh em gắn cái cọng dây optical từ TV xuống cho anh em ha. Đây, cọng dây nó hơi ngắn thì em phải bỏ lên cao này mới gắn vừa với TV. Thì đang test nhập mạng nè, thì đang hiển thị ký hiệu là 48K. Dạ rồi, thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo trừ gửi đến cho anh em rồi. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip ha. Và giá chiếc CD 1650XE này giá là 15.500.000 bao ship toàn quốc, ngoại trừ có những cái điểm em chỉ anh em ha, toàn loại tổng thể rất là kê. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.